chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Dương Râu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với chuyên mục điểm tin công nghệ trong ngày, được phát sóng vào 8 giờ sáng các ngày trong tuần. Và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. Rò rỉ thiết kế cuối cùng của iPhone 12, iPhone 12 Pro 5G và tai thỏ đã nhỏ hơn. Apple dường như đang gặp một chút khó khăn về việc hoàn thiện thiết kế của iPhone 12 và iPhone 12 Pro Series bởi lệnh cấm di chuyển do Covid-19. Tuy nhiên, những nỗ lực của hãng cuối cùng cũng đã được đền đáp và thiết kế của dòng iPhone 12 sắp tới đây đã chính thức được thông qua. Dù cột mốc quan trọng này đạt chậm hơn vài tháng so với lịch trình dự kiến ban đầu, nhưng nhờ YouTuber John Prosser, một số chi tiết chính về iPhone 12 và iPhone 12 Pro Series nay đã lộ diện. Tai thỏ nhỏ hơn và cả 4 thiết bị iPhone 12 này đều sẽ hỗ trợ 5G. Tuy nhiên, theo như thông tin thì Apple dự định sẽ thu nhỏ kích thước tai thỏ trên dòng iPhone 12. Nhưng các bạn đừng quá hào hứng bởi sự khác biệt của nó là rất nhỏ và rất khó để có thể nhận ra. Tất nhiên, các mẫu iPhone này sẽ đi kèm với chipset A14 Bionic thế hệ tiếp theo với những đột phá đáng kể về hiệu năng lẫn cả khả năng tiết kiệm năng lượng nhờ quy trình sản xuất 5nm. iPhone 12 và iPhone 12 Plus có tên mã lần lượt là D52G và D53G sẽ tiếp nối iPhone 11 khi được trang bị cụm camera kép ở mặt lưng và có khung máy bằng nhôm. Về phần iPhone 12 Pro và Pro Max có tên mã lần lượt là D53B và D54B. Chúng sẽ sử dụng khung máy bằng thép không rỉ và có các cạnh phẳng vuông vức như trên đời iPhone 4 và 5 Series. Tất nhiên, cả hai sẽ được trang bị màn hình OLED cỡ lớn với viền mỏng hơn so với hai phiên bản còn lại. Hai mẫu iPhone cao cấp mới cũng sẽ được trang bị cụm 3 ống kính và một cảm biến LiDAR. Đây có lẽ sẽ là điểm khác biệt lớn nhất khi so sánh với các thiết bị mới với iPhone 11 Pro Series năm ngoái. Tin tức thứ hai sẽ có trong ngày. AnTuTu công bố top 10 smartphone Android có điểm benchmark cao nhất tháng 3 năm 2020. Như thường lệ, AnTuTu mới đây đã vừa công bố danh sách 10 mẫu smartphone Android có điểm số hiệu năng cao nhất tại Trung Quốc vào tháng 3 năm 2020. Với mỗi thiết bị, AnTuTu đều thực hiện ít nhất 1.000 lần kiểm tra để đưa ra kết quả cuối cùng. Trong đó, thời gian thu thập dữ liệu bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Trong bảng xếp hạng các mẫu smartphone Android có điểm hiệu năng cao nhất, Oppo Find X2 Pro chiếm giữ vị trí đầu tiên với điểm số đáng kinh ngạc lên tới 606.389 điểm. Và đây cũng là chiếc máy đầu tiên mình từng test có điểm số lên tới 600.000 điểm. Con số này chênh lệch khá nhiều so với Mi 10 Pro được xếp ở vị trí thứ hai với điểm số AnTuTu là 598.572 điểm. Oppo Find X2 chiếm giữ vị trí thứ ba với điểm số là 590.253 điểm, trong khi Redmi K30 Pro nằm ở vị trí thứ tư với điểm số là 589.607 điểm. Hai vị trí thứ năm và thứ sáu thuộc về IQ3 và Black Shark 3 Pro có điểm số AnTuTu lần lượt là 588.305 điểm và 588.125 điểm. Xếp vị trí thứ 7 sẽ thuộc về mẫu smartphone mới ra mắt của Realme, đó chính là Realme X50 Pro 5G với điểm số AnTuTu trung bình là 588.055 điểm. Kế tiếp sẽ là Vivo Net 3S 5G đạt được 586.577 điểm, xếp ở vị trí thứ 8, trong khi vị trí thứ 9 sẽ là sự góp mặt của Mi 10 với điểm số là 579.550 điểm. Black Shark 3 cũng sẽ có điểm số trung bình là 570.723 điểm và đây là cái tên cuối cùng có trong bảng xếp hạng tháng 3 của AnTuTu. Đáng chú ý, tất cả 10 mẫu smartphone có điểm số hiệu năng khủng nhất trong tháng 3 năm 2020 đều được trang bị Vizalis Snapdragon 865 cao cấp nhất hiện nay của Qualcomm, mà không có bất kỳ thiết bị nào dùng chip Kirin của Huawei hay là Exynos đến từ Samsung. Mặc dù trước đó Samsung đã tuyên bố Exynos 990 chả khác gì Snapdragon 865. Tin tức thứ ba sẽ có trong ngày, smartphone đầu tiên có camera 192 megapixel sẽ được ra mắt vào tháng tới. Phân khúc thiết bị flagship đã từng dừng cuộc chiến megapixel bằng cách chọn camera 12 hoặc 16 megapixel trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nhờ sự gia tăng của một số nhà sản xuất đối với các cảm biến như 32 megapixel hoặc là 48 megapixel đã bắt đầu thống trị cuộc chiến này. Cuối cùng, Samsung và Xiaomi đã nâng lên một tầm cao mới khi các flagship của họ đã ra mắt với camera có độ phân giải là 108 megapixel. Tin đồn từ một leaker nổi tiếng của Trung Quốc đã đăng tải trên Weibo cho biết rằng một smartphone có camera 192 megapixel sẽ được ra mắt vào tháng tới. Theo như thông tin, thì vi xử lý đi kèm với camera 192 megapixel sẽ là Snapdragon 765. Chi tiết này cho thấy điện thoại camera có độ phân giải cực cao này sẽ không phải là một chiếc điện thoại flagship. Điều này sẽ tương đồng với Mi Note 10 khi nó cũng là chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị camera có độ phân giải lên tới 108 megapixel, trong khi cấu hình của nó chỉ là Snapdragon 730. Snapdragon 765 về mặt kỹ thuật sẽ hỗ trợ camera 192 megapixel. Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn chưa thấy một chiếc điện thoại nào có một camera với độ phân giải cao như thế. Và thẳng thắn mà nói, chắc chắn thì chiếc máy này nó vẫn cho một khoảng thời gian chụp cực kỳ lâu như là trên cái chiếc Mi Note 10 đã từng thực hiện, khi mà cấu hình nó là quá khổ so với độ phân giải của camera. Mặc dù leaker Trung Quốc đã tuyên bố về sự tồn tại của chiếc điện thoại này, nhưng họ vẫn chưa đưa ra manh mối về hãng nào sẽ ra mắt chiếc điện thoại đó. Và đây cũng là tin tức cuối cùng có trong bản tin của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những tin tức trên?
xin hãy để lại ý kiến và dưới phần bình luận video nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.